OK em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh Auto Hải Phòng. Đây là bãi xe của Tuấn Anh Auto Hải Phòng. À, một bãi xe cũng có địa chỉ rất là uy tín tại Hải Phòng luôn ạ. À, bãi xe nhà em thì có tất cả các dòng xe từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng và có tất cả các dòng xe à, hai chỗ, 5 chỗ, hai bảy chỗ, à, giao động từ vài chục trở lên. Và cửa hàng em thì nằm ngay thôn 1, xã bắc sơn huyện an dương thành phố hải phòng. Quý khách hàng quý bà con có bác chị em nào muốn tham khảo xe? có nhu cầu mua xe thì có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em địa chỉ thôn 1 xã Bắc Sơn huyện An Dương thành phố Hải Phòng à, làm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 hướng đi Thái Bình Hải Phòng và Quảng Ninh ngày hôm qua tôi anh giới thiệu cho anh em một cái dàn xe 7 chỗ rồi ngày hôm nay tôi anh sẽ giới thiệu đến cho anh em tất tần tật những cái mẫu xe hai chỗ 5 chỗ đã qua sử dụng và bà con cô bác chị em nào có nhu cầu thì alo cho em à, ngay đầu tiên đây thì à, em đang có cho các bác một chiếc xe 7 chỗ này thì tôi anh đang, đang đi công vụ nhé Tuấn Anh đang đi công vụ và đang lên giá bán luôn là 395 triệu đời 2012 form mới số tự động máy xăng đấy bà con nhé bà con là thích dòng Fortuner 20 nè à, 7 chỗ như thế này thì alo cho em với giá cũng chưa đến 400 triệu đồng ở ngoài này thì à, à Tuấn Anh cũng mới về cho các bác một cái mẫu xe cũng khá là đẹp đây ạ đây là một mẫu Kia Cerato ạ con này đó là một chiếc Cerato đời form mới luôn nhé À, sản xuất năm 2000, bao nhiêu ạ. Sản xuất năm 2021 bản 1.6 bản này là bản Dulux, bản này là bản gần như là à, à, gần như là thấp nhất rồi chứ không phải bản Luxury. À, con này là bản Dulux thôi, con này thì à, à, gần như là bản tiêu chuẩn của dòng số tự động. À, con này thì 2021 số tự động à, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 455 triệu thôi. 455 triệu anh em đã có được một chiếc Kia Cerato 2021 à, form mới nhá. Bây giờ đi vào trong bãi thì có rất nhiều cái mẫu xe rất là hợp lý luôn. Và bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về những cái dòng xe nào bên em thì nhấc máy lên. Đây, tiếp theo đây là một chiếc Honda City ạ. Con này sản xuất năm 2016, bản CVT 1.5. Số tự động và có thể nói là zin toàn tập luôn. Và giá của nó thì cũng rất là hợp lý cho anh em nhé. Con này bán khoảng 400, à, 346 triệu thôi. Đó, một chiếc City 2016, số tự động mà còn đẹp như mới, mới chạy có 8 vạn chuẩn thôi nhé zin toàn quốc cho anh em. À, con này nó trang bị đầy đủ hệ thống à, gãy số vô lăng và anh em nhìn thấy cái củ số của nó đây. Củ số nó đẹp, chạy toán 8 vạn chuẩn này. Đấy, màn hình Android cỡ lớn, rất là đẹp cho anh em. À, và bà con có bác chị em nào thích một cái mẫu xe lành xe bền à, thì có thể đi con City này là khá hợp lý nhá. À, với cái form dáng đẹp và chuẩn chỉnh đăng kiểm tháng 3 năm 2025. À, một cái dòng xe rất là đẹp, biển Hà Nội màu đen xe thì cam kết bảo hành cho anh em luôn ạ à. à, 1.5 số tự động một số CVT nhá Ok đây em lại có cho anh em thêm một chiếc xe ở cái cửa tiền rất là rẻ này con này thì hiện tại là một chiếc Hyundai Venna sản xuất năm 2010 à, tư nhân biển Hà Nội à, 30 à, 49100 với dòng Venna này thì nó được trang bị hộp số sàn như con này là số sàn 1.4 form mới và xe của nó thì rất là đẹp cho anh em với giá loanh quanh đâu đó khoảng đồng 7 thôi đồng bảy là bà con đã sở hữu được trước Hyundai Venna nhập khẩu 1.4 bản đủ có đầy đủ túi khí ABS và gương chính chỉnh điện lót sàn 5D trải thảm 5D cộng với lại màn hình cỡ lớn ạ con này thì đang kiểm tận tháng 5 năm 2024 và form của nó thì rất là đẹp cho anh em nhé con này thì form mới rồi nó không giống như những cái dòng xe form cũ nữa. Đấy bà con có bác sĩ em nào với cái tầm tiền rẻ thì bà con có thể đó, đi ngay chiếc xe này cho em nhé. Uhm. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đi từ dàn đầu tiên này. Vâng ạ, ở đây uh, Tuấn Anh đang có cho các bạn một cái dòng xe đó là một cái mẫu xe đời cao luôn. Con này nó là một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, một chiếc Hyundai Accent. Con này là bản ATH sản xuất năm 2020, số tự động 1.4, đăng kiểm tháng 12 năm 2025 và xe được lên full đồ chơi. Ở từ cam 360 độ, cam hành trình đầy đủ hết biển 22, zin toàn tập và để cho anh em là 435 triệu nhá. Mitsubishi AXA-G, một cái mẫu xe chạy dịch vụ cũng khá là đẹp cho anh em ạ. Con này sản xuất năm 2016 số sàn 1.2. Đấy. tiết kiệm nhiên liệu. À, con này tiết kiệm nhất ở cái phân khúc hạng B sedan hai đầu như này rồi. Xe đã rút hồ sơ rồi về bấm biển vào tên rồi để cho anh em là 218 triệu đồng này. Một mẫu xe gia đình dành cho các bác nếu như các bác nào mà ở okay, cái tầm tiền dưới 200 triệu muốn đi xe gia đình, muốn kiếm một chiếc xe gia đình mà số tự động thì anh em có thể đi chiếc xe này cho em ạ. Con này nó là một chiếc Daewoo Lacetti CDX sản xuất năm 2009 à, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc máy 1.6 tư nhân biển Hà Nội đăng kiểm à, đến à, tận là tháng 4 năm 2025 và giá của nó thì chỉ có 182 triệu thôi. Xe đẹp nguyên zin hết nhá. À, với cái cửa tiền dưới 200 triệu anh em đi một chiếc xe phân khúc hạng C như thế này thì rất là hợp lý này, số tự động nhập khẩu bản full cửa sổ trời luôn nhá. Con này thì nó số sàn thôi, con này số sàn 2009 thì đang bán là 155 triệu này, cũng là dòng xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc các nhá. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Hyundai uh, Kia Morning, con này sản xuất 2011 form mới. À, với dòng nhập khẩu này thì 2011 nó lên form mới rồi và đặc biệt con này nó là số tự động nhá số tự động 1.0 à, màu xanh con này để cho anh em là 222 triệu đồng biển 34A 82447 giảm à, chiếc xe rất là đẹp về dòng Kia Moline này à, mới về cho anh em một chiếc Hyundai Avanti ạ con này thì sản xuất năm 2000, không nhượng, 2015 con này nó là bản số tự động nhé bà con nhá à, bản số tự động đây ạ. đây anh em nhìn thấy ạ. bản số tự động sản xuất năm 2015 máy 1.6 À, dòng này thì nó là phân khúc hạng C trang bị đầy đủ hệ thống uh, vô lăng tích hợp điều hòa tự động túi khí ABS có cửa sổ trời đầy đủ và có đầy đủ màn hình Android nội thất rộng rãi con này hiện tại bên em đang bán là 300 uh, hơn 300 triệu một chút thôi con này là đang bán với giá là uh, 305 triệu tư nhân một chủ từ mới nhá. À, rất ổn định luôn ạ. Trên đây thì em đang có cho anh em một chiếc xe ở phân khúc hạng C khác, con này đó là một chiếc xe Kia Cerato, con này là màu đỏ, sản xuất năm 2016, máy 1.6 số tự động bản full. À, con này thì có ghế điện này. À, có cửa sổ trời này có nhớ ghế này đây anh em ở nhìn ạ nhìn ở cái phần à, ở phía cái ghế lái này thì nó có trang bị hệ thống ghế điện này trang bị hệ thống ghế điện mà con nhá ghế điện này đấy và trang bị thêm hệ thống à, nhớ ghế hai vị trí con này thì có cửa sổ trời có đè lỗ start top và đặc biệt con xe này nó là tư nhân chính chủ một chủ từ đầu sử dụng à, dòng xe tô này là một cái dòng xe rất là thể thao cũng như là cá tính à, với giá của có 395 triệu thôi 395 triệu thôi thì quý hàng và quý bà con các bác chị anh nhà mình đã có được một chiếc Kia Cerato 2016 tư nhân một chủ từ đầu sử dụng các con nhé. Một cái dòng xe rất là đẹp và rất chất lượng đảm bảo cho anh em mua về dùng ạ. Đây con này con này cũng là Cerato con này mới về cho anh em nhé. Nhưng đời nó hơi sâu con này đời 2009 nhá. À, con này đời 2009 ạ, 2010 2009 đây. À, với cái tầm giá mà nó loanh quanh đâu đó khoảng tầm là à, um, 2010 con này 2010 nhé xe nhập khẩu 1.6 ạ À, nhập khẩu nguyên chiếc là 1.6 số tự động nhé à, cái này nó là bản full luôn rồi con này để cho anh em nâng quanh đâu đó khoảng 269 triệu đồng 269 triệu đồng và con có bác chị nhà mình đã có được một chiếc Kia Cerato khá là đẹp như thế này đấy à, vâng à, nếu như các bác nào mua Vios thì các bác có thể cân đối về chiếc xe này cho em ạ à, nếu như Vios thì nó bền nó lành nhưng dòng Hyundai này nó cũng là một cái dòng xe khá là bền khá là lành cho anh em và nếu như anh em so sánh một chiếc Vios 2019 bản đủ và một chiếc xe Accent như thế này thì chắc chắn rằng có rất nhiều người sẽ chọn dòng Acen này. Con này thì sản xuất năm 2019, số sàn 1.4. Anh em có thể mua về chạy dịch vụ hay chạy gia đình cũng rất là ok và tiết kiệm nhiên liệu. 1.4 thì ăn tầm khoảng hơn 6 lít đến 7 lít trên 100 km thôi và giá của nó cũng chỉ dao động ở tầm 325 triệu đồng thôi, bằng một chiếc Vios E. Ví dụ như E mà 2019 bây giờ thì nhà em vẫn đang bán tận là 307 nhưng với ASEAN này thì nó lại rẻ và có 325 triệu thôi. ASEAN 2019 nhá. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc xe Morning ạ. Con này nó là bản SI số sàn đã rút hồ sơ rồi về bấm biển vào tên nó đang kiểm đến năm 2026 cơ. Sản xuất năm 2018 nhé bà con nhé Con này sản xuất 2018 vẫn đang kiểm là 25 và máy 1.5. Với dòng xe này thì nó là bản đủ nhá. Bản đủ như anh em như bên ngoài có hệ thống la răng, la răng của nó là hệ thống la răng phay rất là đẹp cho anh em, nguyên bản không có thay thế gì cả. Và trong xe thì nó được trang bị thêm cả hệ thống điều hòa tự động này có màn hình đầy đủ có hệ thống túi khí ABS và gương kính chỉnh điện, gương cụt xòe sinh nhan báo rẽ trên gương. Tóm lại với dòng SI này là bản đủ nhất của dòng Kia Morning và với cái cửa tiền như con xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chờ bán với giá cũng chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 240 mấy triệu thôi. Đời 2018 bà con nhé, bản đủ số sang. Với cái tầm ít tiền hơn mà anh em mua về tập lái thì anh em có thể đi con xe này. Đây là một chiếc Morning 2012 con này thì nói luôn cho anh em là nó có một chiếc xe taxi ra thôi. Đã về tên tư nhân và chủ nhân chiếc xe thì cũng đã đăng kiểm mới đến tháng 4 năm 2025 và giá của nó có 110 mấy triệu thôi. Đời 2012 tư nhân biển Hà Nội. Trong xe thì nó có đầy đủ màn hình và cam nuôi nội thất ghế da đẹp, vâng form sport rất là ổn định cho anh em. Đấy với cái cửa tiền của nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 119 triệu đồng thôi. Thì quý khách hàng, quý bà con của bác chị anh nhà mình đã có được một chiếc Morning rất đẹp đúng không ạ? À, rất xịn sò với cái nội thất của nó rất ổn định luôn đẹp căng đét luôn xe thì cam kết cho anh em không lỗi nhá với giá tiền chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 119 triệu đồng thôi và nếu như anh em thích số tự động tầm tiền hơn trăm triệu thì ở đây em đang có cho con xe này à, sản xuất năm 2004 nhá mô linh số tự động 2004 nhập khẩu nguyên con biển Hà Nội à, đuôi 27 con này để cho anh em 128 triệu này con Vios này thì đời không là con này mới về đây nhưng mà chưa biết dán giá đây chắc chỉ tầm loanh quanh đâu đó vài chục đến hơn loanh quanh trăm triệu thôi Đời 2005, 2007 thì ở cái form này thì nó cũng chỉ dao động ở tầm đó thôi bà con nhé. Đó, con này thì hôm nào lên sóng thì em sẽ báo giá cho anh em luôn này. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Spark ạ, con này sản xuất năm 2010, con này giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 70, 73 triệu. Đấy. Đời 2010 nhé, 73 hay 7, 73 triệu thôi, 73 triệu đời 2010 và con nhận Spark 5 chỗ ngồi, tư nhân biển uh, Thái Bình, màu xanh, rất đẹp luôn. Đăng kiểm tháng 5 2024 hai con xe này thì uh, với cái tầm giá là anh quanh hơn trăm triệu một trăm hai mấy triệu thôi thì bà con các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc xe uh, Morning 2009 à, à, số tự động nhập khẩu Morning van nhé Morning van đời 2009 số tự động biển D này biển D là Morning van bà con này à, số tự động nhập khẩu 1.0 loanh quanh đô trăm hai mấy triệu thôi và Matiz đây thì đây có 38 38 triệu thôi bà con này rẻ như cho và ô tô không nghĩ là nó rẻ như này con này 5 chỗ ngồi nhá 5 ghế ngồi và con Matic này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 38 triệu đồng cho một chiếc Matic 2004 số sàn máy 0.8 bà con nhá Để đây. Vâng tiếp theo thì em lại có cho anh em một chiếc mà Spark à. con này thì 2009 ạ à. với giá lanh quanh đâu đó khoảng 66 triệu nhưng với cái lội thất à, của nó thì dã man luôn con lợi thất thì à, dành cho các bác nào đam mê cái bộ nội thất như thế này thì rất là yêu À, với cái lớp sơn bên ngoài là màu vàng và con này thì nó luôn cho anh em là em cũng đã sơn tổng thành con này thành màu vàng trước đây nó màu vàng nhưng nó 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 nó, nó, xuất sát thì bên em cũng đã sơn tổng thành lại rồi và bên trong là nội thất nguyên bản cho bà con với giá có hơn sáu chục một tí thôi thì bà con đã sở hữu được chiếc spark này con này lên được bộ đèn bi khá là đẹp và lành cực kỳ lành với dòng xe spark này anh em sửa không khác gì xe máy thôi là lốp dép đẹp nhé đăng kiểm tháng 8 năm 2024 với giá cũng chỉ loanh quanh hơn 60 triệu thôi 66 triệu thì đúng hơn 56 triệu anh em có một chiếc xe lá lốt con này màu đỏ xe rất đẹp nói chung là ở cái tầm tiền mà nó loanh quanh vài chục triệu đồng như này thì em chỉ cần làm sao mà máy móc của nó ổn định đúng không ạ máy móc ổn định máy gầm chất dễ chạy không phải làm đường còn đâu thì sơn xi si, thân vỏ bên ngoài thì nó xước sát nhưng con này thì nó cũng thân vỏ nó rất là đẹp luôn cứng độ thất lì nguyên bản đăng kiểm tháng 9 năm 2024 và giá có 56 triệu đời 2003 nhá La nhập ở đây em đang có hai con con màu bạc bên đây nó là 2010, đăng ký 2011, một chủ từ mới con màu đen là 2010. Cả hai con thì hiện tại là con này bán 160, con này bán 160 thôi. Đó tầm tiền như thế thì nói chung là bà con thích chiếc xe nào thì bà con chọn chiếc xe đó. À, con này thì biển Thanh Hóa, con này biển Hà Nội, con này một chủ từ đầu em đang cho thu hồi biển số nhá. Đó, đều là số sàn hết, con này đang kiểm tháng hai 1 năm 2025. 42 triệu, đây. Cũng có ô tô đi. 42 triệu cho một chiếc Daewoo Lalot 2000 2000 đi. Con này là sản xuất 2000 đăng kiểm tháng 7 2024. Con này là biển 38 của tỉnh Hà Tĩnh. Nói chung là nếu như các bác mua về tập lái thì đi qua lá lốt này cũng được, có 42 triệu thôi nhé Đây ạ, một chiếc Y10 mà mua của một cán bộ đây, của một cán bộ ở chi cục thuế đi. À, biển Hải Phòng luôn chính chủ gần nhà luôn. Con này thì đăng kiểm tháng 6 năm 2025, tư nhân một chủ từ mới chạy chuẩn 6 vạn bản xe hai đầu, đời 2017 phiên bản số sàn 1.2. À, con này là chạy đúng 6 vạn, sai tặng xe cho các bác luôn. Chủ nhân chiếc xe thua lại biển số rồi. À của một cán bộ chi cục thuế ở Hải Phòng luôn nhé Và giá bạn thì uh, 276 triệu, hơi bướng một chút nhưng mà xe đẹp thì các bác chấp nhận là phải mua cao hơn một chút đi. Em khẳng định cho anh em không kiếm được con xe nào i10 zin tuyệt đối như thế này đâu. Đấy. Con này ạ, con này là con i10 2014 nhá, 169 triệu, con này cũng là dịch vụ taxi ra rồi. À, nói chung là uh, rút hồ sơ rồi các bạn nhá. Và trong đây thì uh, em đang có đủ các dòng à uh, gần ra số là Morning rất là nhiều. À i10 là khá là nhiều. đó ví dụ như con model này là 2011. Em sẽ báo giá luôn cho anh em báo giá qua thôi. 2011 số sàn 1.0 nhập khẩu con này 145 triệu biển Hà Nội này. Tiếp tục là một chiếc i10. Đi vào kia chơi. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Grand i10. Một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2015, số sàn 1.0 À, con này hiện tại là tôi đang chờ bán với giá loanh quanh 175 triệu bản thiếu taxi ra này. À, có Matiz bên đây thì em bán có 56, 57 triệu thôi. Đấy biển 27, con này đời 2007 này, tầm tiền thế thôi. 56, 57 triệu này. Ở à, dưới đây em đang có Morning Sea ạ. À. Morning Sea con này 2015, con này để cho anh em là 190, à, 180 mấy triệu thôi. 190 triệu, 180 mấy triệu cũng bán luôn. Đấy bà con nhé. À, I10 con này là 2014 nhá. con này cũng rút hồ sơ rồi, taxi ra 169 triệu bản thiếu nhá. Con này là mô 2018 nha. Số sàn là 215 triệu này. À 205 triệu này. 205 triệu mà con này nó là biển Hải Phòng. Con này 28 số sàn chấm 25. Màu bạc xịn và để cho anh em 205. Vừa đồ một cái mẫu xe đến từ Anh Quốc. Con này màu đỏ. Màu đỏ biển Hải Phòng tư nhân nhá. Dòng này thì cam kết cho anh em là không quan đục không taxi gì đâu ạ. Và để cho anh em lăn quanh là 200, 200 triệu hoặc dưới một chút là cũng bán luôn. Spark ở đây em đang có Spark 2011 nhá. À, con này 2011 giá để cho anh em 79 triệu, con này lên được bộ đèn bi cũng khá là đẹp luôn. À, bộ đèn bi này thì nó rơi vào tầm đâu đó khoảng 3 4 triệu. À, nhưng rất là đẹp với một chiếc xe mà nó chỉ có mấy chục thôi nhưng chủ nhân cũng đã bảo dưỡng cũng như là độ lên chăm sóc rất là đẹp đúng không ạ? 79 triệu. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc mô linh ạ. Con mô này thì sản xuất năm 2012, à, 2013 form mới xe Việt nhá. À, xe đã rút được sơ rồi về bấm biển vào tên thôi và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 145 triệu này. Morning 2018 con này cũng giống như con vừa rồi con này để cho anh em 205 triệu này. Ở đây em đang có một con Morning Van, con này thì có 98 triệu thôi, đời 2010 nhưng con này là số sàn nhá, xe nhập khẩu ạ. À, Đấy, Van để cho anh em 98 triệu thôi, Đấy. Đêm Đây em đang có i10 số tự động 2014 này. Anh em thích i10 số tự động thì nhà em có i10 số tự động và con này để cho anh em lăn quanh đâu đó khoảng tầm 269 triệu thôi. 269 triệu một chiếc i10 nhập khẩu 1.0 số tự động xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ không quan đục, không taxi, không dịch vụ nhé đêm em đang có Morning 2016 ạ. À. Con này 2016 180 triệu này, bản taxi ra đã rút hồ sơ rồi này. À, nếu như anh em đi con đấy 180 triệu thì anh em đi con này cho em này đang kiểm tháng 6 năm 2025 luôn nhá. Đấy à, biển Hòa Bình, tư nhân chính chủ màu trắng xịn. À, màu trắng xịn không có đổi màu, không nỗi, máy số zin hết và giá để cho anh em 190 triệu đời 2018 nhá. Màu trắng xịn không có đổi màu như con đỏ đâu ạ. Con này thì uh, Morning C ạ, à. con này 195 triệu này, 2015 này, bản đủ này. i10 i10 con này 2015 bản uh, thiếu nhá. Con này cũng là taxi ra nhưng về tên tư nhân biển Hà Phú Thọ rồi. Để cho anh em 175 triệu này. Đây em đang có cho anh em một con Morning ạ, à. con Morning 5 chỗ ngồi số tự động nhập khẩu nguyên con à, của Hàn Quốc. Con này biển Hà Nội 30A à 30F 3747. Con để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 120 mấy triệu thôi. 128 triệu đăng kiểm tháng 3 năm 2025. Và i10 bản đủ ạ. À. i10 bản đủ nhưng hơi form cũ một chút nhá. Con này 2013 à 211, à, đến 2013 đến 2008 2013 nó là cái form này nhưng con này là bản đủ xe gia đình à, không khoan đục không taxi dịch vụ 2013 2014 thì nó không chênh nhau bao nhiêu cả nhưng nó chênh nhau về cái form à, 24 thì bắt đầu lên form mới rồi con này hiện tại để cho anh em 150 triệu nhé Bạn à, bản đủ ạ à, có Matic này thì để cho anh em 59 triệu đời 2008 nhá à, biển 88 a 5663 Đấy, có 59 triệu thôi Đấy và con nhé 2008 ạ trên đây thì uh, tiếp tục đi vào trong khu vực đằng trước thì à, uh, Tuấn Anh đang có cho anh em một số cái dòng xe 5 chỗ ngồi nữa như con xe này thì hiện tại là một chiếc Gencha. Con Gencha này thì nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc nhé, số xa số tự động ạ. Máy của nó là 1.2. À, con này thì số tự động có cửa sổ trời luôn ạ, có cửa sổ trời luôn. Và quý khách hàng cũng như quý bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm à, về chiếc xe này thì alo cho em với giá cũng khá hợp lý luôn, có 175 triệu đồng thôi nhá, 175 triệu đồng này. Rồi ạ, à, đi về khu hàng trước này thì à, Tôn anh đang giới thiệu, tiếp tục giới thiệu à, cho quý khách hàng và quý bà con luôn. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Y10 màu xanh con này 215 bản thiếu taxi ra này. Về tên tư nhân để cho anh em 175 triệu nhá đây mình đang có cho anh em một chiếc Nissan. Nếu như các bác nào chạy dịch vụ hay chạy gia đình thì anh em đi con Nissan này cũng được này. Con biển 98A 67514 này là tư nhân chính chủ biển Bắc Giang. Trước đây cũng qua dịch vụ nhưng mà cam kết cho anh em máy số xin. đăng kiểm đến tháng 9 năm 2024 để cho anh em là 182 triệu thôi. 182 triệu vào con nhé. rất đẹp luôn ạ. À, tiếp tục là một chiếc Vios ạ. À. Vios 2014 bản E số sàn. con này để cho anh em lăn quanh là 255 triệu thôi. đời 2014 số sàn bản E. một mẫu xe cũng khá là ok chuẩn chỉnh tư nhân chính chủ biển Hải Phòng luôn mọi con nhé tư nhân chính chủ biển Hải Phòng luôn ạ đó, bản e xịn nhá số sàn 1.5 con này thì uh, 155 triệu này 155 triệu dòng này thì nó là Daewoo La City nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc số sàn 1.6 nhé mọi con nhé biển uh, 18 của tỉnh Nam Định đó. con này nhập khẩu số sàn đó. con này thì em tạm thời em nhận cọc một chút này ở đây em đang có một con xe La City uh, số sàn như con này là xe Việt Nam con này để cho anh em 110 mấy triệu thôi 110 18 triệu thôi đó, một chiếc biển 22A 02923. Vâng, đăng kiểm tháng 5 2024, một chiếc xe gia đình sử dụng tư nhân chính chủ không phân đục taxi gì nhá. Đấy. Avel Avel thì là một cái mẫu xe đời cao, form dáng đẹp và giá rẻ. Nói chung là à, với cái đầm tiền mà hơn 200 triệu như con này là 218 triệu thôi. Như các bạn đã sở hữu được một chiếc Avel 2018 nhá. Đấy, số sàn 1.4 cho các bạn chạy dịch vụ ok luôn ạ. Vios ạ, à, uh, Vios thì con này hiện tại là con anh đang chào bán với giá loanh quanh 155 triệu Một chiếc Vios E2007 E2007 nhưng con này nó lên form mới Có đầy đủ túi khí ABS và gương kính chỉnh điện đầy đủ hết Vào con nhé Alo Không có, chỉ có 2,9,2,10 Loanh quanh hơn 200, 215, 225 triệu Cái bạn Zalo, em Hải Phòng ạ à. Dạ, 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 dạ. tiếp tục thì ở đây em đang có cho quý khách hàng và quý bà con của bác sĩ nhà mình một chiếc xe emerlon con này nó là thương hiệu đến từ đài loan nhưng mà thực sự là với cái cửa tiền có một trăm hơn trăm năm mươi triệu một chút thôi một trăm năm mươi tám triệu thôi mà các bạn đã có đầy đủ một cái chiếc xe mà trang bị rất nhiều option như con xe này máy một 8 tám và hộp số tự động nhé bà con nhé có cửa sổ trời có túi khí quanh xe điều hòa tự động và giá để cho anh trăm năm mươi tám triệu này trước với ạ con cờ này thì biển hai không À, tư nhân chính chủ nhá à, giá 175 triệu bằng một chiếc xe Celic thôi à một chiếc xe Lacetti thôi nhưng con này nó chất lượng hơn à, nó phân khúc cao hơn so với dòng xe Daewoo Lacetti nhập khẩu đó là thương hiệu đến từ thương hiệu Chevrolet nhá bà con nhá và uh, 175 triệu cho con cờ đuôi 2010 này và ở đây thì cũng có một con cờ đuôi nữa con này thì hiện tại là 2018 form mới hoàn toàn nhé con này 2010 form cũ con này 2018 form mới này để cho anh em lăn quanh đâu đó khoảng tầm 285 triệu 285 triệu 2018 nhé Tức là hơn con này là 18 năm Đấy hơn con này là 8 năm Được cái form mới xe gia đình sử dụng một chủ từ đầu Con i10 này thì hiện tại là bên em đang bán là 252 triệu Đời 2018 nhé Bản thiếu số sàn Đấy Tiếp tục là xe ạ à. Con xe này thì sản xuất năm 2000 300, bao nhiêu ạ à? 2017 bản AT số tự động 1.6 ạ à. à, Con này thì hiện tại là bên em đang bán là 395 triệu nhé à, Một chiếc Kia xe à, Rất là đẹp luôn Vios ạ, à, con này Vios này thì hiện tại là bên em đang chào bán giá 145 triệu đời 2010, màu vàng cát bản Limo lưng phun tinh đồ này. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Hyundai Avante sản xuất năm 2013. Con này thì phiên bản số sàn máy 1.6 xe đã rút hồ sơ rồi, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 225 triệu. Vâng, tiếp tục ở đây em đang có một chiếc xe biển 19A51749 ạ. À, với chiếc xe này đó là một chiếc Daewoo Lacetti CDX nhá. Con xe này hiện tại là số tự động 2011 1.6 ạ. À với giá 199 triệu. Đó, 199 triệu số tự động nhá, bà con nhá. Ờ uh, Vios con này 145 triệu đấy, 2010, bao rút hồ sơ gốc mua chính chủ biển Hải Phòng luôn nhá. rất là đẹp luôn. Tiếp tục là Kia Soloto ạ. Với con Soloto này thì 2020. 2020 mà anh em mua về chạy dịch vụ thì khá là đẹp đấy. Con này thì 2020 mà 1.4. con này một chủ từ đầu nhá, để cho anh em là một 299 triệu đồng nhá. Soloto số sàn 1.4. Chevrolet Cruze 2014 ạ. Con này thì 260 triệu. Số tự động bản LTZ nha bà con nhé. Con này đang đeo biển Bắc Linh. Rất là đẹp luôn. Ok, lại là màu trắng thì anh em có thể đi con xe này cho em ạ. Đối với con màu trắng này thì hiện tại là tôi Anh đang, đang chờ bán với giá là có 195 triệu thôi. Một chiếc Daewoo Lancetti CDX sản xuất năm 2010. Màu trắng Ngọc Trinh, biển Hà Nội lên full đồ. giá có 195 triệu thôi. Và Hyundai Avante 2012 con này thì à, 2013, con này 2012 Xe gia đình sử dụng để cho anh em là 232 triệu Nhưng nó là xe gia đình nhé bà con nhé Đấy, ngoài ra thì nhà em còn rất nhiều những cái dòng xe khác mà muốn giới thiệu đến cho anh em Vậy thì quý khách hàng cũng như quý bà con có bác sĩ em nào đang có nhu cầu quan tâm về những cái dòng xe bên em Thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em để xem và trải nghiệm Uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm về xe một cách thực tế và ý nhất nhé Ok, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con đã quan tâm theo dõi Với đồng hành cùng Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng Xin chào một lại quý hàng ở những video tiếp theo ạ.